Rồi, đi lại. 2, 3, diễn. Anh ơi, hai sân là thấy mới anh. Coi chừng nó rồi. Coi chừng nó rồi. Anh nó vừa quay qua là anh nói thì em đứng ngồi em. Đúng rồi, đó ok vậy đó. Rồi quay nha. Rồi máy chạy. Rồi. Xin chào đại thúc. Thấy ai thầy nói vô đi. Không. Rồi giờ lấy cái tàn ha. Ở cái tàn, cái tàn hẹp. Lần đầu tiên mới thấy nè. Bước vô. Tàn hẹp. Một vị trưởng lão có võ công cao như là sư phụ. Bước vô gọi. Không biết là sư phụ là ở môn phái nào. Là hay là muốn cái chân đó là bước qua cho ta ký thịt chó. Bước qua em đi rồi. Rồi hãy quay lại nói chuyện với ta. À thì ra người chính là Lỗ Chí Thâm đó hả? Rồi quay. Hay là cái Lỗ gì Thâm? Mày bước qua luôn. Đi qua luôn. Kéo quần lên không thấy tay. Yeah. Võ công thật là cao cường, cấm cái cây được luôn nè. Yeah. Đập đầu xíu. Làm đi rồi ngồi mệt với nóng ngược đi. Rồi quay nha, cho em lặng. Bảo đứng thẳng về bảo. Ngang lại. Đúng rồi, 2, 3, diễn. Anh ơi, hoa sơn là phái mới anh? Mới mà, mày vô phái này đi. Phái luôn đó. Phái luôn á, vô phái này đi, phái luôn đó. Đây mày. Này. Rồi. Ok. Nói vậy. Đây. Rồi. 2, 3, diễn. Đột nó thẳng băng luôn. Gần máy quá. Không. Sao? Mai mốt quánh bài như anh em không dám ăn. Sao vậy? Ăn có mấy chục ngàn mà ra hiện trường quánh quá. Thằng Hậu nó cay anh cái bữa cay 50 ngàn solo cuối anh ăn đó là nó cay em rồi nên nó quất anh một đá lên nhớ không? Mới vô quất cay ngay mũi muốn gãi sống mũi. Xong hơi quất cái vô lưng rồi đá một cái vô đầu nữa. Cay cuối cùng ăn cũng nhỏ năm. Mà tụi nó có vỏ không hả? Tụi nó có vỏ không? Có vỏ thiệt. Còn em vỏ cải lương. Quýnh em. Vỏ em vỏ biểu diễn hả? Vỏ em là vỏ cho vui thôi chứ quýnh không đau.